truyền thống Pinadas trong ngày lễ Giáng sinh của Mexico, tiếp từ Mexico City. Người Mexico có đủ mọi lứa tuổi hiện đang ăn mừng di sản của họ và hưởng thụ phần thưởng bằng cách là đập vỡ Pinadas trong ngày lễ Giáng sinh. Pinadas là một phần thiết yếu của truyền thống Giáng sinh tại Mexico, một nước với phần đông là người Công giáo. Pinadas được làm từ đất sét và giấy cứng với những đầu nhọn được gắn vào bởi keo. Rất nhiều người làm từ các hãng xưởng chung quanh thành phố Mexico. Mặc dù Pinadas ngày nay đến với nhiều khuôn khổ và hình dạng khác nhau, nhưng ngôi sao Pinadas truyền thống phải có 7 đầu nhọn đại diện cho 7 tội lỗi, bao gồm ích kỷ, tham lam, lười biếng, ghen tị, giận dữ và ham muốn tình dục. Gabriel Garcia Cavillo, 38 tuổi, làm việc cấu tạo Pinadas trong hơn 20 năm qua trong một thương mại truyền lại bởi cha mẹ của ông. Pinadas được đập vỡ trong nghi thức Posadas của Mexico với gia đình đoàn tụ để tưởng nhớ hành trình tìm kiếm một nơi ẩn trú của Mary và Joseph trong đêm Giáng sinh trước giờ chào đời của Chúa Giêsu. Truyền thống Pinadas là một biểu tượng ý nghĩa. Pinadas đại diện cho quỷ dữ, đập vỡ Pinadas là biểu tượng cho sự tranh đấu của một người chống lại sự cám dỗ và ước vọng loại trừ tội lỗi xấu xa của mình. Đôi khi người đập vỡ Pinadas được bịt mắt như là một nhắc nhở niềm tin của một người nằm trong sự sắp đặt của Thượng Đế.